trước mình cũng từng có gia đình hạnh phúc thực tế luôn, mà sau này tự nhiên cái giờ mình sống mình nhiều khi Tết nhất người ta chở vợ con người ta đi cúng quải ông bà này kia rồi còn mình không ai rơi với tôi thấy suy nghĩ nó cũng sao sao đâu. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay thì Tiến tiếp tục lại trên chương trình Kết Nối Yêu Thương đó. Thì bây giờ là Tiến để cái tựa đề là Tìm Nửa Yêu Thương đó. Thì hôm nay Tiến mới làm cái băng gôn mới. Đây là cái chương trình Tiến làm nghiêm chỉnh lại đàng hoàng cho cô chú anh chị em đến đây để mà tham gia. Em chào anh nha. Chào Tiến. Anh giới thiệu anh tên gì và anh đến từ đâu đi. Lời nói đầu tiên xin giới thiệu, tôi tên Lê Thanh Phước, đến từ Chợ Mới An Giang. Anh từ Chợ Mới An Giang. Anh nhiêu tuổi? Sinh năm 72, năm 2 tuổi. 52 tuổi. Anh kể chút xíu về việc hôn nhân của anh đi. Lập gia đình năm 20 tuổi, nhưng mà tới cách đây khoảng 6 năm là vợ chồng không có tiếng nói chung nữa, ra mới ly dị. Vậy ha. Anh được mấy người con? Ba người, Ba người con. Mấy trai mấy gái anh? hai gái một trai. Hai gái một trai. Hiện giờ là anh làm công việc gì? Lúc trước thì anh làm ở Bình Dương, nhưng mà sau này gia đình không có ai đó, thì anh về anh ở gia đình làm vườn. Làm vườn. Mình vườn mình trồng những cây gì anh? Trước đó thì mình trồng xoài Đài Loan, nhưng sau này xoài Đài Loan nó không có thu nhập nữa, thành ra bây giờ mình chuyển là trồng mít, Trồng mít mít. Thái. Thái ha. Cái đó mình trồng được bao nhiêu năm rồi? Trồng cũng gần 5 tuổi rồi, cũng gần thu hoạch Coi rồi. như năm sau là có ăn đúng Năm không? sau rồi qua Tết lại có. Chừng nào nếu mà anh lên chương trình này, thí dụ có một tổ chức cái đám gì đó, hay là sau khi đó là thành công anh với cái chị nào ha, thì qua năm sau lâu lâu em cũng phải đảo lại thăm những cái hoàn cảnh, những cái chương trình hai vợ chồng mà em đã từng kết đôi á, đâu cái em đảo là anh thăm mày sẵn thăm vườn cây trái của anh luôn nghe anh, mà nhớ lựa mùa nào có trái chín nha. Có mít thì nó quanh năm mà nó cũng có điều điều hàng năm hoài, nếu mà mít có trái là nó có trái điều điều hoài. quên đó là có trái gì ha, có trái chín thì tình nặng mấy em lại thưởng thức mới được. Đúng Sẵn review cái vườn mít anh luôn. Anh kể về một chút xíu về bản thân anh đi, tính tình anh. chung mình tánh tình này, mình sống cũng rất hòa đồng, cũng biết giúp đỡ người, nhưng mà sau nói chừng gia đình gãy đổ cũng hơi buồn, thành ra hôm nay tới chương trình nhờ Tiến cũng kết nối một đứa yêu thương còn lại đó, để mình có người bầu bạn trong lúc đau ốm và những bạn chẳng hạn vậy. Em hỏi anh là cái chương trình của em anh xem được bao lâu rồi? Anh xem cũng cách đây khoảng chừng 10 bữa nửa tháng cũng còn Mới đây ha. theo dõi, cũng lai ra đây ai hoài. Rồi anh có để ý được chị nào Thực tế cũng có, nhưng mà anh cũng chưa chính xác, không để nhiều khi lên cái kênh em rồi đó, rồi không? chữ anh để ý anh gửi lên, rồi có thấy bên kia như thế nào, chứ lúc chưa chưa là mình chưa lên chương trình là mình để ý người ta cũng đâu biết mình đâu. Đúng rồi, thì Tiến cũng nói rõ luôn tất cả cô chú anh chị em, thì mong rằng cô chú anh chị em hãy hiểu hơn cái chương trình của Tiến. Thì những cô chú anh chị em nào muốn kết bạn với người đó thì phải bắt buộc lên chương trình của Tiến, sau đó thì Tiến mới là cho số và kết bạn. Còn cô chú anh chị em nào mà không có lên chương trình của Tiến thì Tiến sẽ không cho được, tại vì Tiến là muốn là người thật gì thật phải đến đây thì Tiến mới kết đôi lại mới được. Thì có gì thì mong cô chú anh chị em hãy thông cảm cho Tiến nhé. Anh có chọn được ai chưa? Cũng chưa nữa, để sau Chưa chương trình này để anh về anh xem ha. xem lại cái ghi hình của em đó, rồi để anh có thể anh kết nối người chính xác hơn.
nhiều người đó cũng có thấy mình lên sóng đó, thì hai bên nó thấy với nhau rồi nó dễ giao dịch qua lại. Anh có nhậu không? Cũng có đôi khi nhậu, nhiều khi cũng có, lâu lâu bạn bè này kia đi đám tiệc rồi đó, chứ bình thường thì không có chút. Không có nhậu ha, nói chung ra là nhậu mình nhậu đám tiệc hay là bạn bè lâu lâu mình nhậu là chuyện bình thường. Anh có hút thuốc không? Có Có ha. Tại vì lên đây là em phải hỏi hết mấy cô nào mà có khi nhiều cô thì hút thuốc hơi nhậu hoặc cũng không thành đề. Có nhiều cô thì không chịu mùi thuốc lá được. Thứ hai nữa là hỏi anh nhậu là cái vấn đề là có nhậu nhiều hay nhậu ít, cái nhậu nhậu không quanh năm suốt tháng hay là nhậu lâu lâu nhậu một lần, không, ví dụ mà vậy. thí dụ sau này ví dụ gặp người nào hợp tình hợp lý nhưng mà không hút thuốc thì mình cũng vẫn bỏ được. Bỏ được luôn Không hút thuốc mình vẫn bỏ được không? à, thuốc khó bỏ lắm nha anh. Cũng được, nhưng mà mình cố gắng thì có thể là thành công. Nói chung là cái gì gì phải cố gắng là thành công ha. Theo như anh, một người phụ nữ mà để đến với anh đó thì anh chọn một người phụ nữ như thế nào? Anh thì nói chung chọn cũng bình dân thôi, ví dụ người cũng xem được được rồi, không không cần đẹp mà không cần gì hết, bởi vì nói cuộc sống thì mình cũng cũng không có giàu có gì, nhưng mà cái cũng có nhà cửa sẵn, ví dụ bên kia có nhà nữa thì cũng được, nếu bên kia không có nhà thì về nhà mà anh ở. Anh chọn đơn giản mà không có cái mẫu hình nào Cũng vừa cũng dòm sạch sạch mắt được sao? Rạch mắt là thí rồi. dụ là người đó là nặng phải như bao nhiêu ký rồi chiều cao bao nhiêu, thí dụ vậy. cũng khoảng trên 50 kg được rồi. Trên 50 kg là được. Rồi 70 được không? Anh nói trên 50 kg là ghi 70 Ừ, thì độ cả bốn mấy 50 năm mấy chẳng hạn. anh phải lấy cái tiêu chuẩn là cao nhiêu và thấp bao nhiêu mới được. Cao cỡ 1m50 trở lại lên, 50 60 rồi, thử thì năm năm mấy 60 thì đừng cao quá, mình thì có 1m67 thôi, không cao quá Anh 1m67 hả? hơi hút. Anh là một người phụ nữ mà thiếu, ví dụ người đó bây giờ người ta không thích làm ruộng, người ta thích buôn bán, anh nghĩ sao? Nhưng mà mua bán cũng tốt, bán thì coi như là vợ chồng chung lo nhau mua bán rồi để sống thôi, chứ bây giờ cũng đâu có như tuổi anh lên là đâu có cần thiết gì phải làm giàu làm có gì nữa vậy đó. Không có cây, thí dụ mình nhớ để mình là nhà vườn thì mình muốn tạo ra cái công việc làm kiếm thêm, ví dụ cái đó là để cá Đúng mắm rồi, để kiếm thêm hàng mà. ngày, còn những cây trái quê lại đó thì mình có bán thì mình bỏ ống để đi đám đi tiệc cái gì, ví dụ gì đó. Là cũng tốt. Có nhiều cô thì cũng thích buôn bán đó, dù cho bán cái gì nhỏ nhỏ để kiếm thu nhập hàng ngày vậy đó để sinh sống, coi như là người đó không có nhà cũng được. Đúng rồi, không có nhà cũng được mà có nhà cũng được, đó là tại vì mình đã có nhà rồi. Hiện giờ anh sống với ai? Anh giờ anh sống với bạn trai, nhưng mà bạn trai nó đi làm Sài Gòn, giờ giờ anh sống con mình. Hai đứa gái thì nó có gia đình riêng rồi, nó làm gia đình riêng Con trai anh có vợ chưa? chưa, năm nay 24 tuổi rồi. 24 tuổi ha. Đi đi làm ở trên Sài Gòn. Làm Sài Gòn. Anh có nghĩ tới mà khi mà mình có một người vợ rồi mình có làm cái gì thêm không? Hay là chỉ bao nhiêu đó thôi? Cái trước mắt hiện tại bây giờ, tại vì anh cũng chân trong mãi giờ cũng hơi lâu rồi, thành ra anh cũng chưa có tính điều kiện gì hết. Nếu mà sau này mình gặp một người vợ sau này rồi, hai vợ chồng sẽ bàn thảo với nhau đó để mình làm công việc khác để hai vợ chồng gây dựng lên, chứ bây giờ anh cũng chưa có dự định làm gì hết, tại vì con mình anh đâu biết làm gì đâu. Và chỉ là ba cái vườn đó anh thì cũng đã lên cây trái, cũng sắp sửa thu hoạch rồi ha. Rồi. Anh lên chương trình này anh có thông qua với con anh không? Có con anh nó cũng đồng ý, Con anh đồng ý nó ha. cũng kêu kiếm một người để như chăm sóc lẫn nhau đó trong lúc mà cô đơn. Đúng rồi. Thì nói chung ra là mục đích của các chú các bác hay là các anh các chị nè thì cũng là chung một cái quan niệm là khi mà già, nói chung ai cũng có con hết, mà như cái đời sống bây giờ á thì cái công việc bận bịu rất là nhiều, không phải như ngày xưa
là con cái đi làm ăn xa nè, rồi không thể chăm sóc cho cha mẹ nè, thì có khi mà bằng đêm mà chở gió chở trời đó thì bệnh hoạn, thì cái chuyện đó là không, mình không biết trước được ngày nào, nên mà phải cần có một người bầu bạn để sớm hôm chăm sóc cho nhau, lo lắng cho nhau, thì ai cũng cô chú anh chị em nào đến đây thì cũng y chang vậy. Khi anh nói thiệt, anh nói cái cuộc sống của anh biết sao luôn. Lúc trước mình cũng từng có gia đình hạnh phúc thực tế luôn, mà sau này tự nhiên cái giờ mình sống mình nhiều khi Tết nhất người ta chở vợ con người ta đi cúng quải ông bà này kia, rồi cùng mình không ai rơi thấy suy nghĩ nó cũng sao sao đâu. Thì nói chung ra đó thì bởi vì em mới nói anh á, là cái cuộc sống bây giờ đó, chưa biết bữa nay mình hạnh phúc nhưng mà chưa biết ngày mai mình sẽ ra sao đó, nên Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị em thì hãy thương những cô chú này. Nên tại sao mà cô chú này lên đây để mà kiếm kiếm vợ hay là kiếm một người bạn đời nào đó, tại vì không có hạnh phúc, thiếu tình cái hạnh phúc đó mới lên đây, chứ những cô chú anh em đang hạnh phúc, đang sống trong cái cảnh mà êm ấm á, thì không hiểu được cái sự cô đơn nè, cái sự buồn bã khi mà mình ăn cơm của một mình, mà mình đi ra đi vào cũng là một mình đó, rồi tối vô mùng cũng là một mình, thì thấy nó rất là buồn đó. Chứ nếu mà có chồng có vợ êm ấm mà đâu có lên đây mà ngồi chi, đúng không anh? Chung là lên, nếu mà lên đây thì như hoàn cảnh cũng như là cũng là rất là khổ mới lên để tìm một người nửa đời còn lại. Thì hồi mà chia tay với bà xã anh đó thì anh có quen thêm một người phụ nữ nào nữa không? Có lúc chia tay xong anh lên Bình Dương anh làm, anh làm công ty gỗ mà, thì anh có quen một người, tìm hiểu một người, nhưng mà sau này hiểu ra thì người kia còn gia đình, người kia chỉ mới giận chồng để đi làm thôi, chưa dứt khoát, thành ra anh cũng khuyên người nó là phải ấy, trở lại gia đình đi, chứ mình đến với nhau cũng không có kết quả gì. Thành ra tới giờ luôn là người đó cũng về quê rồi, anh cũng về quê không gặp nhau nữa, Quen được bao lâu? cũng vài ba tháng gì ha, như quen thôi chứ ngoài ra cũng không có gì cho nó mặn nồng lắm. Thành ra Vậy là có một cô đó thôi. có một câu đó. Rồi hôm nay có động lực nào để cho anh lên chương trình của Tiến đây? Nói chung anh cũng có lướt Facebook anh xem chương trình của Tiến Tiến anh thấy cũng có hay hay, cũng có những cái ý nghĩa, thành ra anh mới tìm tới đây. Em hỏi sẵn đây, hỏi anh luôn cho tất cả cô chú anh chị em hiểu được cái chương trình của Tiến làm có sự gian dối hay là có sự nào không minh bạch không anh? Không, anh thấy em cũng làm minh bạch mà, làm rõ ràng chứ đâu có cái gì giấu giếm gì đâu, không có gì để gọi là hết, em làm cũng Thì nói chung ra thì em muốn làm công việc nó đàng hoàng hơn, cho nó có gì cho có ích cho xã hội. Lúc trước thì em đi quay thiện nguyện đó, thì bây giờ em trở qua là làm chương trình cái nói thương, nó thật sự ra mà nói cũng khổ, làm cái gì thì cũng bị người ta nói hết trơn á. Thì theo như anh nghĩ như thế nào? không, như là mình làm theo đúng ý nghĩa mình làm, chứ chuyện ta nói thì ta nói chứ đâu có sao Thì nói chung là thật đâu. sự ra nói thì em cũng buồn thôi, thật sự ai nói thì em cũng không nói lại, Đúng chứ rồi, phần người ta tại vì không có hiểu được mình đó thì người ta nói thì thôi kệ đi, chừng nào người ta hiểu được thì người ta thương nhiều hơn. Cũng như là cái U72 cái cô Nguyễn đó, thì mới đăng lên thì ai cũng ghét cô, tại vì cái tính của cô á, với cái cách nói chuyện rất là mạnh mạnh mẽ lắm, nên ai cũng nói là cô này dữ dằn, thật sự không phải là vậy. Bây giờ khi mà hiểu ra được á thì bây giờ có rất là nhiều thương cô hơn đó. Bây giờ thì anh đến đây tham gia chương trình thì có một cô nào đó mà muốn đến với anh thì anh có phải tổ chức một cái buổi tiệc nào không anh? nhưng mà sau này có cô nào mà với mình mà nắm tay nhau bước tiếp qua đời còn lại thì mình cũng làm một vài mâm gì đó để ra mắt Hai trước bên tiên ha. cúng ông bà, rồi sau là hai bên bạn bè anh chị em đồ
tới sớm lại để chung vui chứng Dạ. kiến cho mình Dạ. có vợ hoặc là có chồng chẳng hạn vậy. Mà em cũng nói với anh như thế này ha. Thì anh lên chương trình của em, rồi sau khi mà có kết được cô nào thì hai người tâm sự với nhau, đó là quyền của anh. Thì anh lên đây anh phải nói thật lòng. Nếu mà có cái sự gian dối thì anh phải tự chịu trách nhiệm những cái lời nói của mình. Ở đây em không có chịu trách nhiệm, tại vì em chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi. Nên anh muốn quen ai thì đó là quyền của anh. Rồi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ càng hơn, để sau này nó không phải mà có những chuyện lùm xùm để xảy ra, thấy anh. Chấp nhận lên đây rồi thì người thật gì thật cái mình Dạ. đâu có giấu giếm được gì đâu. Dạ. Thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị em hãy lên chương trình, Tiến cứ thật lòng đi thì mình mới có được cái niềm vui và cái hạnh phúc. Thì mình thật lòng thì những chị đó hoặc những cô đó thì mới thương mình, chứ giờ anh lên đây anh nói tùm lum tùm la mà không có cái sự thật cái người ta tìm hiểu sau này người ta cũng bỏ mình đi à. Đúng rồi. Không có đúng cái sự thật á. Thì thôi em cũng nói chung là cũng hôm nay là cũng ngày bữa nay là em làm cái băng rôn mới để mà tạo dựng cái thương hiệu của Nghiên mấy em ở đây để làm kết nối thương. Thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú và các anh chị em có yêu thương Tiến và mấy anh em ở đây thì hãy đến đây để mà chia sẻ trong cuộc sống nè, trong hàng ngày hay là sau đó. Thì Tiến cũng nói rõ luôn, thì sau này thì những cô chú anh chị em nào có người thân bị thất lạc hay là đâu đó, hay là gia đình, hay là ví dụ bạn bè thân thích cũng được, thì hãy liên hệ với Tiến. Tiến sẽ ghi hình, sẽ chia sẻ những thông tin đó để tìm kiếm những anh em bạn bè hay là con cháu hay là ông bà gì đó, thì cho nó rất dễ dàng hơn. Thì mong tất cả cô chú anh em hãy ủng hộ cho Tiến nha. Thì Tiến bây giờ tập trung là kết nối thương, thì dưới làm tìm kiếm người thân thất lạc gì đó, thì cứ việc liên hệ với Tiến. Tiến sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả cô chú anh chị em. Thì em cũng cảm ơn anh sáng giờ cũng ngồi chờ đợi mấy anh em ở đây ha, để mấy anh em sắp xếp cái chương trình lại cho nó nghiêm chỉnh hơn, cho nó đàng hoàng hơn, cho nó hoàn thiện hơn. Thì cảm ơn anh rất nhiều. Thì sau khi kết thúc chương trình thì anh có muốn nói lời nào với tất cả cô chú và các anh chị em cộng đồng mạng, hay là chuẩn bị mấy cô mà mấy chị mà chuẩn bị xem anh nè, thì Đây để muốn kết bạn với anh đó. trước hết thì xin gửi lời chúc sức khỏe cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Chúc mấy anh mấy chị mà tìm nửa mảnh ghép còn lại đó chưa tìm được thì hãy cố gắng lên để mình tìm được cho nó vui vẻ. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Thì Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Thì có thương mấy anh em ở đây thì cho mấy anh em một lượt like để chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của mấy anh em đây à. Thôi chào khán giả đi anh. Dạ. Chào. Dạ, Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nè.